Mô Sang Kha Giá, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tất mích cùng trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt cho lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Con kính chào quý học viên trong lớp. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghê ri si kha ra ta tê chan ta lê khê quý ma nê đi bê ra thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wap thum hi khê tê phum ma cha yang tu đê hoa cha la tha la vi sa nê ya ca gan tháp ba na ga tiết tham ta san ti kê yang mu mi wa la wa cha năng sa tha vô mê su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tu ta sa pha ga wa to a la ha to tham ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Sahanam Gacchami Dhammam Sahanam Gacchami Sangham Sahanam Gacchami Tutiyampi Buddham Sahanam Gacchami Tutiyampi Dhammam Sahanam Gacchami Tati yampi sanghang saranang gacchami, tati yampi buddhang saranang gacchami, tati yampi dhammang saranang gacchami, tati yampi sanghang saranang gacchami. Ititiso bhagava arahang samma sambuddho, viccacarana sampanno, sugato lokavidu, anuttaro purisa dhamma sarati sattade vamanussanam buddho bhagava dinati me saranam anyam buddho me saranam vadam etena saccha vacchena hotu me jaya mangalam uttamam yena vandeham padapamsum varuttamam buddheyo kalito doso Buddho kamatutang namang Swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipasiko opanayiko pachyattang veditabbo vinyuhi Dinatti me saranang anyang dhammo me saranang warang Etena saccha vacchena hotu me chaya mangalang Tamange na wandehang Tamang chadui thang warang Tamme yo khalito doso Tammo kamatutang namang Sukatipanno bhagavato sāvakasangho Ucupatipanno bhagavato sāvakasangho Nyayatatipanno bhagavato sāvakasangho sāmi Chipatipanno bhagavato sāvakasangho Yadidang chattari purisa yugani Atta purisa pukkala Esa bhagavato sāvakasangho Ahunayyo pahunayyo dakkinayyo Anchalikaraniyo anuttarang punyak Ketang lokasa Dinati me saranang Anyang sangpo me saranang warang Ete na satcha wacche na hotu me Jaya manggalang Utta mangge na wandehang Sangkan jadui totta mang Sangke yo khalito doso sangpo Kamatutang mamang Wandani cheti yang sap Bằng sắp bát hà nê su bát tít tí tăng Sa ri ri cát hà tu ma ha bồ tình
Buddha rupang sakalang sada sambuddha atta vi sancha dvada sancha sahasake pancha sata sahasani namami sirasa aham vaisang dhammang cha sanghang cha adare na namami aham namakara nu vave na hantva sabde upadave aneka antaraya pivinasantu ase sato sambuddhe pancha tanya sancha chatu visati sahasake rasa sata sahasa ni nama nisirasa ahante sang dhammang cha sanghang cha adare na namami hong namakara nu phawe na hantwa sabde upatawe aneka antaraya pivinasantu ase sato sambuddha na vuttara satte attha chattali sasahasake visati sata sahasa ni namami sirasa ahante sang thammang cha sang khang cha adare na namami hang namakara nu pha we na han toa sabde upatta we aneka antaraya pivinasan tu ase sato sabde purati maya disaya satta we ra sukhi hon tu sabde purati maya anubisaya satta ta awe ra sukhi hon tu sabde dakkhina ya disaya satta awe ra sukhi hon tu sabde dakkhina ya anudisaya satta awe ra sukhi hon tu sabde pacchima ya disaya satta awe ra sukhi hon tu sabde pacchima ya anudisaya satta awe ra sukhi hon tu sabde uttara ya disa ya satta awe ra sukhi hon tu sabde uttara ya anurisa ya satta awe ra sukhi hon tu sabde uparima ya disa ya satta awe ra sukhi hon tu sabde hetima ya disa ya satta awe ra sukhi hon tu sabde satta awe ra hon tu sukita hon tu nit dukkha hon tu apya paccha hon tu aniga hon tu diga yuka hon tu aroga hon tu sampatti hi samicchan tu sukhi atanang pariharan tu dukkha patta chanit dukkha paya patta janipaya sokapatta janisoka hon tu sabde pipanino akasatha chakumatha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasana akasatha chakumatha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu no garu akasattha cha summattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu nyatayo akasattha cha summattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu panino akasattha cha summattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu panino akasattha cha summattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu no sada idang watano punyang asawa kayawang o tu anagate kale sa thu sa thu. Dạ, thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama.
Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Xin chào các Phật tử học viên. Hôm nay thì cô Hồng Mai thì kính đảnh lễ sư ạ. Rồi xin chào. Tụng được kinh Mali khá tốt cho nên các Phật tử mình còn lại mình còn ai chưa tụng được đó là mình lấy cái file của sư tụng đó mình tập tụng theo. Rồi khi mình tụng xong thấy mình tụng được á thì mình gửi tin nhắn qua cho sư để sư mời tụng thay phiên nhau ha, mình tập đọc cho quen. Tập đọc khi mình học được kinh tụng là cũng một phần giúp mình nhớ được các từ vựng Pali. Cũng một cách để mình học Pali. Có những người người ta học Pali bằng cách là học kinh tụng. Đại thật ra nói kinh tụng nghĩa thật ra có những bài kinh là cũng nằm ở trong chánh tạng, ví dụ bài kinh Itipiso rồi đó. Các bài kinh đó đều nằm ở trong chánh tạng. Bây giờ hôm nay thì mình sẽ học bài phần đọc bài này thì hôm trước là mình đã đọc xong phần 7 tâm sở biến hành. Bây giờ mình học phần giải thích 7 tâm sở biến hành này trước đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc 6 tâm sở biệt cảnh sau. Sao nó bị vậy ta? Mặc dù mình đang học bài tâm sở biến hành, nhưng mà khi mà nói đến tâm sở thì chúng ta cũng phải nhớ đó là tâm sở mình có 52 thứ. Trong đó mình có 13 tâm sở tợ tha, 14 tâm sở bất thiện, rồi 25 tâm sở tình hảo. Tức là nó có 52 thứ và nó được chia ra thành 3 nhóm. Giống hôm trước khái quát về tâm thì mình có 121 tâm. Nhưng mà trong đó nếu mà mình nói về lĩnh vực mình thì mình có 4 lĩnh vực, đó là tâm sắc giới, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Thì tâm sở có 52 thứ nhưng mà nó được chia ra thành 3 nhóm. Tức là 13 tâm sở tợ tha, 14 tâm sở bất thiện, 15 tâm sở tình hảo. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về 13 tâm sở tợ tha trước. Tâm sở tợ tha, Anyasamana, Chetasika. Tâm sở tợ tha là làm sao? Thì ở đây mình có chữ Pali, đó là chữ Anyasamana với lại Chetasika. Là cái chữ này, một cái chữ này nó được ghép từ 3 chữ. Từ chữ anh nhá là khác, samana là ngang bằng hoặc đôi khi người ta dịch là chung, rồi cetasika là tâm sở. Những tâm sở mà nó đi chung với những tâm sở khác hoặc là những tâm sở mà nó dễ hòa hợp được với tâm sở khác
Thì người ta gọi là Anyasamana Chitasika. Ở đây các ngài dịch đó là tâm sở tợ tha, tức là tợ tức là nương, tha tức là những tâm và tâm sở khác. Và ở đây cái tâm sở tợ tha đó là đặc biệt là cái tâm sở này khi mà nó nương với tâm sở nào, với tâm nào thì nó sẽ làm việc cho theo tâm sở đó, theo tâm đó. Ví dụ như là nếu mà nó đang có mặt ở trong tâm tham thì nó sẽ làm việc cho tâm tham. Nếu mà nó có mặt trong tâm sân thì nó sẽ làm việc cho tâm sân. Nếu mà có mặt trong tâm thiền thì nó sẽ làm việc cho tâm thiền. Nếu mà có mặt trong tâm bất thiền thì nó làm việc cho tâm bất thiền. Và tương tự nếu mà có mặt trong tâm siêu thế thì nó làm việc cho tâm siêu thế. Tức là đi theo nhóm nào, anh ta tha này á, tức là đi theo nhóm nào thì anh sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nhóm đó. Giống cái câu mà dân gian mình nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng gì đó, cái tâm sở tợ tha này nó vậy. Thì đây là tâm sở tợ tha, là những tâm sở dễ hòa hợp với các tâm và tâm sở khác. Tức là tâm sở nào á, tâm này cũng hòa hợp được. Hòa hợp được, chỉ cái điều là khi anh hòa hợp xong á là anh đi theo người ta luôn, chứ không không giữ được cái bản tính gốc của mình. Tức là hòa hợp xong rồi làm theo. Ví dụ như là một người sau khi ăn cắp được một cái món đồ nào đó của người khác rồi tâm vui thích thì lúc đó là cái thọ hỷ phát sanh. Thọ hỷ phát sanh cũng vui thích, làm cho cái tâm tham nó càng vui thích hơn, thọ thích hơn với việc mà đánh cắp được cái món đồ của người ta đó. Thì cái đó thọ hỷ mà nó xuất hiện ở trong tâm tham. Còn thọ hỷ mà nó xuất hiện ở trong tâm thiền thì nó cũng hỗ trợ cho tâm thiền được phát triển mạnh lên. Thí dụ như là các Phật tử mình đi đến chùa, thấy mọi người sắp xếp lễ vật, cúng dường bông hoa, trái cây gì đó đến Đức Phật, đến Chư Tăng, mình hoan hỷ. Vậy tâm hoan hỷ đó nó cũng thúc đẩy cho mình sao? Làm những việc thiện giống như người khác mà đang làm. Thì đó mà cho chúng ta thấy là cái thọ nếu mà nó xuất hiện ở trong tâm tham thì nó sẽ làm cho tâm tham được phát triển thêm. Nếu mà nó xuất hiện trong tâm thiện thì nó lại làm cho tâm thiện được phát triển mạnh thêm. Thì đó là nói về tâm sở tợ tha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng tâm sở một. Tâm sở tợ tha thì 13 thứ. Hôm trước thì mình đã học là 7 tâm sở biến hành. Rồi khi mình học hết 7 tâm sở biến hành thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về 6 tâm sở biệt cảnh. Bây giờ tâm sở biến hành là sao? Thì giống như nói lúc nãy, tâm sở biến hành, cái chữ biến ở đây tức là nó có mặt cùng khắp. Chữ hành ở đây tức là nó đi khắp nơi, khắp nơi. Tức là tâm sở mà nó có mặt ở trong tất cả các loại tâm, có mặt trong tất cả các loại tâm thì người ta gọi là tâm sở biến hành.
Thì ở đây mình có 7 thứ, tức là mình có xúc là phát sát, thọ là quê đó na, tưởng là sanh nha, tư là chê tâm na, nhất hành là e cắt gắt ta, mạng quyền là chi vi tinh tri giác, tác ý là mạng sê ca rác. Thì nếu mình học, muốn học luôn cho được cái tính của nó thì mình sẽ coi lại cái bản Bali hôm trước. Thì cái chữ xúc đó là phát sô, tức là nó nam tánh, thọ là quê đá na là nữ tính, tưởng sanh nha là nữ tính, tư dê tá na là nữ tính, nhất hành e cát cát ta là nữ tính, mạng quyền chi vi tinh tri văn là trung tính, tác ý manasikaro là nam tính. Chúng ta học như vậy thì chúng ta nhớ luôn được các tính của các danh từ. Và tại học mình học Bali á, mình nhớ nghĩa không chưa đủ, mà mình nhớ nghĩa xong rồi á, mình phải nhớ tính của nó nữa. Tại khi mình nhớ tính thì mình mới có thể chia được theo các bản chia để mình sử dụng nó. Cái đó là cái khó ở trong việc học Bali. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu pháp thực tính của các tâm sở biến hành. Thì giống như nói hôm trước, một pháp được gọi là pháp thực tính, pháp đó nó phải có bốn cái ý nghĩa. Thì bốn cái ý nghĩa ở đây đó, nó là gồm có là trạng thái, phần sự, thành tựu và nhân cần thiết hoặc là nhân gần. Pháp nào mà nó có bốn cái trạng thái như vậy thì người ta mới gọi là pháp thực tính, gọi là pháp chân đế, gọi là pháp chân đế. Bây giờ đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái chữ xúc qua bốn cái ý nghĩa theo pháp chân đế. Trạng thái là trầm cảnh hoặc là sự xúc chạm. Thì ở đây trước tiên là chúng ta phải phân biệt cái sự xúc chạm thông thường với chữ xúc ở trong trường hợp này. Thí dụ như chúng ta lấy hai cái cây chúng ta đập vào nhau hoặc là đập vào một cái vật gì đó, thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy là sao, cái đó cũng là xúc chạm. Dạ. Nhưng mà sự xúc chạm đó người ta không đề cập ở trong trường hợp này. Tức là sự xúc chạm ở trong trường, sự xúc chạm ở trong trường hợp đó nó chỉ là sự xúc chạm giữa cảnh sắc với cảnh sắc. Nó không để không được kể vào chữ xúc ở trong trường hợp này. Mà chữ xúc ở trong trường hợp này đó là nó phải sự xúc chạm ở đây đó là phải có căn cảnh và vật nương, hoặc khi có sự xúc chạm này thì tâm sanh khởi, có tâm sanh khởi thì mới được gọi là phát sáng, gọi là xúc trong trường hợp này. Và chúng ta thấy ở trong khi mà học về quy diệu pháp nói về xúc á, chúng ta thấy nó là xúc thì có mặt ở trong tất cả 121 tâm. Tại sao mà mình nói xúc có mặt ở trong 121 tâm? Là vì nếu không có xúc á, thì tâm sẽ không sanh khởi. Nếu không có xúc là tâm nó không sanh khởi. Dạ. Cho nên mới nói là xúc có mặt trong 121 tâm. Dạ. Tức là để có được, thí dụ là để có được nhãn thức sanh khởi, hoặc là để có ý thức sanh khởi, thì cần phải có gì? Cần phải có cảnh, rồi xúc chạm. Thí dụ như là cảnh sắc nó đi vào cái sắc thần kinh nhãn, thì khi mà cảnh sắc nó qua chạm với thần kinh nhãn thì lúc bây giờ nhãn thức nó mới sanh khởi, còn không thì nhãn thức nó mới sanh khởi được. Dạ. Cái trường hợp này chúng ta có thể hiểu giống như là
ở trong máy chụp ảnh, nhất là ở trong máy chụp ảnh thẻ, chúng ta thấy là tại sao mà khi mà máy chụp ảnh người chụp ảnh mà chụp ảnh thẻ cho mình á, lúc mà họ chụp cho mình, họ luôn luôn gọi bảo mình đó là nhìn vào cái ống kính của họ, nhìn cho ngay cái ống kính của họ để họ chụp cho nó đúng theo cái tư thế mà người ta muốn. Dạ, theo cái quy định thì cũng vậy, nhãn thức mà nó sanh khởi được á, chỉ khi nào có cảnh sắc và cảnh sắc đó nó phải vào ở trong cái tầm, tức là trong trong cái khả năng mà cái nó vào ở trong cái tầm giống như vào cái ống kính thì máy ảnh nó mới chụp được vậy, thì nó mới xúc chạm được với tức là nó mới có sự xúc chạm, còn không thì nó không có. Tương tự đối với trường hợp âm thanh, tương tự đối với trường hợp âm thanh, âm thanh thì nó làm cho nhĩ thức sanh khởi, nhưng mà để có nhĩ thức sanh khởi á, là trước tiên đó là nó phải có cảnh thinh rồi xúc chạm với sắc thần kinh nhĩ, xúc chạm với sắc thần kinh nhĩ thì lúc đó thì nhĩ thức nó mới sanh khởi, tức cái nghe nó mới sanh khởi được, tâm nhĩ thức nó mới sanh khởi. Còn nếu mà chỉ có cảnh thinh, hoặc là cảnh thinh đó nó không lọt vào cái sắc thần kinh nhĩ thì nhĩ thức cũng không thể sanh khởi được. Ví dụ như là có những âm thanh người ta đang hát ồn ào đó, nhưng mà vì nó ở quá xa cho nên mình không có nghe được. Hoặc ví dụ như là hôm Tết Tây vừa rồi đó, ở những nơi mà mình ở những tòa nhà cao cao đó, nhưng mà mình ở xa thì mình vẫn nhìn thấy pháo bông, nhưng mà mình không có nghe âm thanh. Hoặc những nơi thấp thì sao, nghe âm thanh mà mình không thấy. Lý do tại sao? Lý do ở trường hợp mình không thấy á, là vì cảnh sắc nó không lọt vào cái sắc thần kinh nhãn. Ở những nơi mà mình không nghe được á, là vì cảnh thinh nó không lọt vào được sắc thần kinh thích, sắc cảnh thinh, cho nên nó không có sự xúc chạm để nhãn thức hoặc là nhĩ thức có thể sanh khởi được. Dạ, tương tự với những trường hợp còn lại, đó là thần kinh nhĩ đối với tỷ đối với lưỡi, thần kinh tỷ đối với mũi, rồi thần kinh thiệt đối với lưỡi, rồi thần kinh thân đối với thân thức, rồi cảnh pháp đối với ý thức. Tức là chừng nào nó lọt vào cái lĩnh vực của nó thì nó mới có thể làm việc được. Thứ hai đó là nói về phần sự. Phần sự ở đây đó là phần sự của xúc á, là kết nối lại tâm, cảnh và vật. Trong trường hợp này, nói ở trong trường hợp này thì mình cũng nên hiểu đó là trong cõi ngũ uẩn thì mà nó đầy đủ là tâm, cảnh và vật. Còn là nếu mà ở cõi tứ uẩn, ví dụ như là ở cõi vô sắc, thì nó chỉ cần hai điều kiện là tâm và cảnh là đủ. Tâm và cảnh là đủ. Thì giống như nói lúc nãy, cái quan trọng của xúc á, khi mà có xúc thì các pháp khác mới cùng sanh được. Rồi sang phần thứ hai, phần sự đó, là xúc nó còn có công việc đó là kết nối lại giữa tâm, cảnh và vật. Tâm, cảnh và vật. Rồi nếu mà nó thành tựu, thì nó tập hợp được ba pháp này lại.
tức là căn tâm cảnh này nó hợp lại được. Còn nếu mà không thành tựu là sao? Không thành tựu, thí dụ như là nó chỉ có sắc, cảnh sắc, nhưng mà cảnh sắc đó giống như sư nói lúc nãy, cảnh sắc đó nó có nhưng mà mình nhìn không có thấy, hoặc là có cảnh thinh, có âm thanh nó nhưng mà âm thanh đó mình không nghe được vì ở quá xa. Hoặc là thí dụ như là dù mình ở phòng kế bên, nhưng mà nếu mà phòng kế bên đó được người ta làm bằng cách là cách âm, ví dụ vậy, mình cũng không nghe được, không nghe được. Thì ở trong trường hợp đó là sao? Nó sẽ không có sự thành tựu, không có sự thành tựu. Rồi trường hợp thứ ba đó là nói về nhân cần thiết, là có cảnh hiện lộ, tức là phải có cảnh ha. Nếu mà ở trong trường hợp cảnh, ở trong trường hợp nhãn xúc thì phải có cảnh sắc, nhĩ xúc thì phải có cảnh thinh, tỷ xúc thì thành kính, cảnh thinh, cảnh mùi hay là cảnh khí. Phần thiệt thức thì phải có cảnh vị, rồi thân thức thì phải có cảnh xúc, ý xúc, ý thức thì ý xúc thì phải có cảnh pháp, tức là phải có cảnh hiển lộ tương ứng với những trường hợp để xúc có thể sanh khởi. Thì nãy nói như vậy thì không có nghĩa là cái quan trọng, nói xúc là nó quan trọng, nhưng mà không có nghĩa là xúc sanh khởi nó sanh một mình. Giống như hôm trước là mình đã nói, tâm sở khi mà nó sanh khởi là nó luôn luôn sanh với tâm, nó luôn luôn sanh với tâm, chứ nó không có sanh một mình. Nó luôn luôn sanh với tâm và luôn luôn sanh với những tâm sở đồng sanh với nó, chứ nó không có sanh một mình. Tại cái này là quy luật của pháp, nhưng mình nói ở đây để thấy được cái chủ yếu. Giống như hôm trước mình nói là ý dẫn đầu các pháp, thì mình nói là tâm dẫn đầu. Thì tương tự ở trong trường hợp này cũng vậy, tại mình đang nói về xúc thì mình phải nói cái xúc đó là nó đóng một cái vai trò quan trọng nào khi tâm sanh khởi, cho nên mình mới đề cập đặc biệt đến nó như vậy. Còn đến khi nó sanh khởi rồi thì nó sẽ sanh khởi cùng với tâm và những tâm sở khác. Thí dụ như là nhãn xúc sanh khởi thì ít nhất là mình có 7 tâm sở, 6 tâm sở khác cùng sanh với sở hữu xúc. Rồi tức là mình có 7 tâm sở cùng sanh với nhãn thức ở trong lúc đó. Còn nếu mình nói xúc nhãn sở hữu xúc thì mình có 1 tâm nhãn thức cùng với 6 tâm sở cùng sanh với nó. Tức là mỗi một pháp sanh khởi như vậy thì ít nhất là có 7. Nói về tâm pháp, còn sắc pháp thì có 8. Thì ở đây mình có 6 loại xúc giống như nói lúc nãy, tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tùy theo trường hợp cảnh tương ứng mà người ta gọi nó, thân xúc và ý xúc. Đó là trường hợp đầu tiên mình nói về sở hữu xúc. Về sở hữu xúc á, nó chỉ có một pháp thực tính thôi, nó chỉ có một pháp thực tính. Nhưng mà nhớ là có những sở hữu á, dù nó chỉ có một nhưng mà nó có nhiều pháp thực tính, vì nó có nhiều cái trạng thái khác nhau. Thì nếu chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ thấy, thí dụ như tâm, mặc dù nó có đến 121 tâm, nhưng mà nó vì nó chỉ có một trạng thái là biến cảnh, cho nên nó được liệt kê vào chỉ là một pháp thực tính. Và sở hữu xúc thì cũng tương tự. Bây giờ chúng ta chuyển sang thọ. Chữ thọ là vedana, tức là tâm sở thọ. Vedana chitasika. Thì thọ ở đây đó là mình có đến 5 trường hợp. Thọ của hổ là dukkha vedana, thọ lạc là sukha vedana, thọ u là domana sau vedana,
thọ hỷ là somanasa vedana và thọ lạc đó là upekkha vedana. Thọ được đề cập phổ thông tìm thấy ở trong kinh Tạng á, ngoài trừ bài kinh Đa Thọ thì phần lớn thọ được đề cập đến đó là có ba loại, tức là khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ, adukkhamasukha vedana. Thường đề cập đến nó bằng với chữ adukkhamasukha vedana, ở đây thì nó bằng với thọ xả, bằng upekkha vedana. Và ba loại thọ đó mình cũng tìm thấy ở trong đầu đề tam, trong cái diệt pháp cũng đề cập đến ba loại thọ tương tự như vậy. Ở trong riêng ở trong bài kinh Đa Thọ thì thọ được chia ra rất nhiều trường hợp, thí dụ như là thọ có được chia ra làm hai, đó là thân thọ và tâm thọ. Thọ được chia ra làm ba, đó là khổ thọ, lạc thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Thọ được chia ra làm sáu, đó là thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Thọ do nhãn xúc sanh là sao? Thọ do nhãn xúc sanh thí dụ như là mắt thấy cảnh sắc, thì nếu mà cảnh sắc đẹp thì lúc bây giờ mình thấy làm sao? Thấy vui. Cảnh sắc đẹp hoặc là cảnh sắc mà mình vừa lòng thì mình thấy vui. Thì cái vui đó người ta gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Còn nếu mà và thọ đó là thọ hỷ. Thọ đó là thọ hỷ. Nếu mình quy lại trong trong ba hoặc là năm loại thọ. Và còn nếu mà mình thấy cảnh sắc nhưng mà cảnh sắc đó là mình không thích, thí dụ như là gặp người mình không ưa, gặp mình người mà mình không thích, thì lúc giờ chỉ cần gặp người đó là lúc giờ tâm khó chịu nó sanh khởi, thì cái đó cũng là thọ do nhãn xúc sanh. Nhưng mà nhãn xúc sanh ở cái thọ nó sanh ở trong trường hợp đó nó là thọ u, tức là nó làm cho mình khó chịu. Hoặc là thí dụ như là đúng, chúng ta đang đi ra ngoài trời lúc trời lạnh, ví dụ mình hiện là ở Sài Gòn mình thì mình không lạnh bao nhiêu, nhưng mà nghe nói là ở ngoài Bắc thì ở Hà Nội chẳng hạn, mấy hôm nay là nghe có tin là rét, hoặc là ở Hà Giang chẳng hạn thì mình thấy có sương mù, trời rất là lạnh, thì ở trong trường hợp đó là tức là mình phải cần đến áo ấm, thậm chí là phải có quạt, cái quạt để cái hơi nóng để làm cho thân mình dễ chịu, tức là ấm lại. Nhưng mà trước đó lúc mà mình bị lạnh thì làm cho thân cảm thấy khó chịu, thì đó là thọ do thân xúc sanh. Mà thọ trong trường hợp đó người ta gọi là thọ khổ. Rồi đến khi nó được sưởi ấm, mặc áo ấm, được sưởi ấm làm cho cơ thể ấm lại, thì cũng thọ do thân xúc sanh. Nhưng mà thọ trong trường hợp đó là thọ lạc. Là thọ lạc. Thì đó là một vài thí dụ nói về thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, hoặc là thọ do ý xúc sanh. Vậy là thọ có 6 loại. Rồi thọ có 18 loại. Thọ có 18 loại. Thọ có 18 loại đó thì chia theo
chia theo gì à? Quên mất, thọ chia 18 loại như là chia theo ba thời. Ba thời thì quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì mỗi một thứ như vậy thì tức là từ 6 loại thọ đó chia theo quá khứ, hiện tại, vị lai thì mình được 18 loại thọ. Thọ có 18 thứ. Tám thứ, rồi thọ có 36 thứ. 36 thứ để chia sao? Quên mất rồi. Thọ có 36 thứ. Như là 6 loại thọ đó chia theo 6 xứ, tức là nhãn xứ, nhị xứ, tỳ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Là 10, là 36 36 loại thọ. Rồi từ 36 đó mới lên 36 không phải 6 loại thọ. 6 loại thọ hoàn thành 18. Tương lộn. À, 6 loại thọ, tức là thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh đó, đó. Nếu mình chia ra thành 3 trường hợp, tức là chia theo thọ khổ, thọ lạc và phi khổ phi lạc, thì nó là có 18 thứ. Rồi từ 18 thứ đó, từ 18 loại thọ đó nó trở thành 36 loại thọ. Là 36 loại thọ. Tức là 18 loại thọ liên hệ đến đời sống gia đình mà nó sanh khởi. Rồi 18 loại thọ liên hệ đến đến đời sống của người xuất gia mà nó sanh khởi. Rồi từ 36 loại thọ đó thì mới nhân lên thành 108 thọ. 108 thọ này tính theo 3 thời, tức là từ 36 đó rồi tính theo thời quá khứ, hiện tại và vị lai, thì nó trở thành 108 thọ. Thì đó là thọ mà nói theo bài kinh Đa Thọ trong Trung Bộ Kinh. Nhưng mà đây thường quy y pháp thì mình học là thường mình học năm loại thọ, năm loại thọ đó, ở trong phần cơ bản. Còn nếu mình học ở trong đầu đề tam thì trong đó chỉ đề cập đến ba loại thọ. Còn phần cơ bản trong Abhidhamma Mathasangaha thì mình học học năm loại thọ. Năm loại thọ thì trong năm loại thọ này á, vì mỗi một loại thọ nó có một cái trạng thái khác nhau, cho nên năm loại thọ này nó trở thành năm pháp thực tính. Chỉ tâm sở thọ thôi nó trở thành năm pháp thực tính. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái pháp thực tính đầu tiên, đó là thọ khổ. Thọ khổ đúc khảo biệt anh nè. Thọ khổ có trạng thái đó là xúc chạm cảnh không thích hợp, phần sự là làm héo xào pháp tương ưng, thành tựu là thân đau đớn, nhân cần thiết là có thân quyệt.
Thì trước tiên mình nói về cái thọ khổ này á, nó liên quan đến thân, liên quan đến thân, giống như nói lúc nãy, tức là ví dụ như là trời đang nóng, đang lạnh như vậy, thì đó là cái trời đang quá lạnh, thì đó là xúc chạm cảnh mà không có thích hợp. Hoặc là trời đang quá nóng thì đó là sự xúc chạm không thích hợp. Và khi mà sự xúc chạm không thích hợp á, thì nó sẽ có cái phần sự của thọ khổ ở đây là sao? Nó làm cho héo xào pháp tương ưng. Héo xào pháp tương ưng là sao? Là chúng ta thấy là nếu mà cơ thể mình bình thường á, thì nó rất là linh động, rất là hoạt bát. Dạ. Nhưng mà thí dụ đến khi mình bị lạnh quá, thì chúng ta thấy sao? Mình ngồi mình co cụm lại, cái sự linh hoạt của cơ thể mình hầu như mình không còn nữa. Dạ. Hoặc là khi trời quá nóng, nó làm cho cái, ví dụ như là chúng ta băng qua một cái đoạn đường nào đó mà không có rừng cây, rồi một bãi cát đi cho chúng ta dễ, trời trong lúc mà trời đang nắng nóng, chúng ta chỉ cần đi một, rồi thiếu nước uống, chỉ đi một đoạn thôi, chúng ta thấy sao? Cơ thể mình mất rất là mệt, uể oải. Thì đó là phận sự của tâm, của thọ khổ, tức là làm cho các pháp mà đồng sanh với nó, tương ứng với nó, đó là héo sao, là không có linh hoạt, không còn linh hoạt nữa. Dạ. Còn nếu mà thành tựu, nếu mà thành tựu thì làm cho thân đau đớn, làm cho thân khó chịu. Thành tựu thì làm cho thân đau đớn, làm cho thân khó chịu. Rồi nhân cần thiết thì có thân quyền. Thân quyền ở đây tức là sắc thần kinh thân. Cái này phần đến phần sắc pháp thì chúng ta sẽ học thêm, nó sẽ rõ hơn. Nhưng mà cái phần thân quyền ở đây đó là chỉ cho sắc thần kinh thân, bao gồm những thành phần trên cơ thể của mình. Khi mà mình chạm vào mà nó tức là biết đau. Ngoài trừ thí dụ như là ở tóc, ở các móng chân, móng tay, thì mình chạm vào nó không biết thôi. Những phần còn lại, hoặc là chỗ nào nó bị chay gì đó thì nó không biết. Còn là những phần còn lại hầu như mình đụng vào mình biết. Thì cái phần đó người ta gọi là thân quyền, sắc thần kinh thân. Thì đó là bốn ý nghĩa của thọ khổ. Gồm chúng ta để ý mấy này nó khác nhau. Để ý trạng thái phần sự. Trong bốn trường hợp này thì hai trường hợp này là phần quan trọng, trạng thái phần sự. Tại vì chúng ta học 52 tâm sở này thì nó sẽ có rất nhiều cái pháp thực tính. Thí dụ như thọ nó chia ra làm năm, thế là nó có năm pháp thực tính. Mình phải học cái tứ ý nghĩa này đến năm lần. Yeah. Cho nên mình phải để ý nó. Cái thứ hai đó là thọ lạc, Sukha Vedana. Sukha Vedana là trạng cảnh, trạng thái là xúc chạm cảnh thích hợp. Phần sự là làm tươi mát pháp tương ưng. Thành tựu là thân khoan khoái, nhân cần thiết là có thân quyền. Thì trong trường hợp thọ lạc ở đây cũng chỉ đề cập đến riêng về thân. Riêng về thân, nhưng mà trong trường hợp này đó là thân xúc chạm cảnh thích hợp. Dạ, xúc chạm cảnh thích hợp. Thí dụ như là trong lúc mà cái cơ thể đang nhích, rồi có được cái máy massage, bây giờ người ta có cái giường massage gì đó, nằm lên đó cho cái giường nó đấm bóp cho mình. Thì lúc giờ cái cơ thể cảm thấy sao? Rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Hoặc là đang đi ngoài nắng, rồi đi vào ở trong phòng có máy điều hòa.
Thì à, lúc giờ mình cảm thấy rất là dễ chịu. Thì à, đó là xúc chạm cảnh thích hợp. À, xúc chạm cảnh thích hợp. Thì à, khi mà có trạng thái xúc chạm cảnh thích hợp á, thì à, thọ lạc có phần sự làm cho tâm tươi mát. À, các pháp tương ưng tươi mát. Tức là các pháp mà cùng sanh với nó. À, là tươi mát. À, chúng ta thấy à, đang đi ở ngoài nắng mặt nhăn nhăn, nhưng mà vào ở trong phòng máy lạnh, có máy lạnh rồi, thì chúng ta thấy sao? À, mặt tươi sáng liền, à, cảm thấy thoải mái cười lên liền. Thì à, đó là phần sự của thọ lạc. Dạ. Thông thường á, chúng ta cũng thường hay nghe nói đó là thật ra là tâm nó quan trọng hơn là thân. À, quan trọng hơn là thân. Đúng là tâm thì nó quan trọng hơn là thân. Nhưng ở đây á, chúng ta thấy là nếu mà thân mà uể oải mệt mỏi thì à, tâm cũng khó mà bình thản được. Dạ, tâm cũng khó bình thản được. Và một vấn đề cho chúng ta dễ thấy nhất đó là sư thí ví dụ như là trong lúc mà mình đang làm công việc mà dạ, mà chỉ cần ai đó mà nói không nói gì đó không, mình nghe không được hợp ý tí là mình lập tức là sao, là mình giận lên liền so với những lúc mà mình vui. Điều đó cho mình thấy là mặc dù nói tâm là quan trọng chứ là khi cái thể xác á, nó cũng chi phối kinh khủng. À, nó cũng chi phối dữ lắm. Ừ, nó cũng chi phối. Có một câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú mà kể lại một người thiện nam mà đi vào chùa để nghe pháp, mà trong lúc đó ông ta cái bụng đang bị đói. Thì Đức Phật ngài thay vì ngài thuyết pháp cho người thiện nam này nghe liền, thì ngài nói cho tôn giả, hỏi tôn giả Năng Đa đó là còn thực phẩm dư hay không, tức là thực phẩm mà chư tăng dùng xong còn lại còn hay không. Thì tôn giả Năng Đa nói còn. Thì Đức Phật ngài nói là hãy lấy cái số thực phẩm đó cho người thiện nam này dùng. Thì sau khi dùng xong thì Đức Phật ngài thuyết pháp cho nghe, hoặc nghe xong thì anh ta chứng được thánh quả. Thì điều này cũng cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài cũng quan trọng về mặt sức khỏe của thể xác. Yeah. Tức là nếu mà bị đói, cơ thể uể oải thì không thể nghe pháp được. Yeah. Và điều này chúng ta cũng thí nghiệm ở bản thân mình, chúng ta cũng có thể thấy là trong lúc mà các Phật tử mà mình bị bệnh á, mình cũng thấy là sao, mình lười, mình chán, không muốn làm gì, tâm mình nó cũng bị co cùng lại, tức là cái thể xác nó chi phối cái tinh thần, chứ không đơn giản. Dạ. Chỉ ngoài trừ các trường hợp là bậc thánh thôi, bậc thánh mà đặc biệt là đối với bậc thánh A-la-hán thì các ngài mới không bị chi phối như vậy. Còn với người phàm phu mình thì mình vẫn bị chi phối. À. Còn nếu mà thành tựu thì thân khoan khoái dễ chịu, là vì ở đây nó là sự sức xúc chạm thích hợp. À. Rồi nhân cần thiết thì vẫn là sắc thần kinh thân, hay là còn gọi là thân quyền. Tức là kaya passada. Rồi thứ ba đó là thọ u đồ mà nát sau về trở nàng. Chúng ta để ý cái từ ngữ ở đây, ở trong bi diệt pháp nó khác nhau từ cái việc dùng thuật ngữ. Ở thọ khổ á, vì nó liên quan đến thân cho nên ở đây mình sử dụng cái chữ xúc chạm. Thọ lạc á, cũng là liên quan đến thân cho nên mình sử dụng sự xúc chạm. Còn ở thọ u á, là vì nó là trạng thái của tâm
à, trạng thái của tâm. Cho nên ở đây mình sử dụng cái chữ đó là hưởng cảnh, à, tâm nó hưởng cảnh. Thì ở đây hưởng cảnh là không vừa lòng, à, không vừa lòng. Thì à, thọ u sẽ sanh khởi. Thì cảnh không vừa lòng ở đây á, nó có thể sanh khởi từ à, mắt thấy cảnh sắc, hoặc là tai nghe âm thanh, hay là mũi ngửi mùi, hoặc là lưỡi nếm vị, hay là thân xúc chạm, hoặc là ý suy nghĩ, à, có thể là một trong sáu trường hợp đó. Yeah. Thật ra ở trong đời sống hàng ngày mà các tử mình thấy mình bị buồn rầu lo âu hoặc là mình vui, thì nó chỉ sanh khởi từ sáu trường hợp đó thôi, tức là từ mắt thấy cảnh sắc, từ tai nghe tiếng, từ mũi ngửi mùi, từ lưỡi nếm vị, từ thân xúc chạm, hoặc là từ ý suy nghĩ. À, chỉ từ nó chỉ phát sinh từ sáu trường hợp đó thôi. Và nói đến cái điểm này đó là ngày xưa lúc Đức Phật ngày chưa xuất hiện ở trên thế gian, và chư thiên và nhân loại người ta đang đi tìm cái nguyên nhân đem đến sự hạnh phúc đó. Thì có người họ nói đó là thấy là hạnh phúc. Rồi có người nói là nghe là hạnh phúc, có người nói là ngửi là hạnh phúc, có người nói nếm là hạnh phúc. Yeah. Thì mỗi một người á, nó cũng có một cái đúng riêng của họ. Tức là nếu mà thấy hạnh phúc thì thấy cảnh vừa lòng. Yeah. Thí dụ như là nếu mà các Phật tử mình thấy con cháu mà sống được ăn vui khỏe mạnh, thì lúc giờ mình sẽ thấy là sao? Thấy vui. Thì đó là nguyên nhân đem lại hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ thấy con cháu bệnh tật, thấy cảnh chết chóc, thì lúc giờ sao? Cũng thấy, nhưng mà nó không phải là đem lại hạnh phúc. Cho nên nhóm người nào mà họ chấp nhận nói là thấy là hạnh phúc thì họ theo cái nhóm người đó. Còn nhóm nào họ không chấp nhận cái việc thấy là hạnh phúc thì họ tiếp tục đi tìm hạnh phúc. Và có người đưa ra đó là nghe là hạnh phúc. Thì người đưa ra nói nghe là hạnh phúc đó là vì những âm thanh nghe làm cho mình có được niềm vui. Thì người ta cũng nói lại đó là nếu mà âm thanh mình nghe hài lòng á, thì đúng là nó đem lại cái hạnh phúc, cái niềm vui cho mình. Nhưng bây giờ nếu mà nghe âm thanh thô thiển, giống như người ta chửi mắng đánh đập, người ta chửi mắng mình, chửi rủa mình, thì làm sao mà hạnh phúc được. Thì, như vậy thì nhóm người nào mà họ chấp nhận cái việc nghe là hạnh phúc á, họ cũng theo nhóm người đó. Còn người nào không chấp nhận thì họ tìm cái hạnh phúc bằng sự ngửi nếm hoặc là đụng. Và việc tìm kiếm hạnh phúc đó nó không được kết thúc ở đó, cho đến khi mà đi đến cõi trời gặp Đức Trời Đế Thích. Và cũng trong lúc đó là Đức Phật Ngài ra đời. Thì Đức Trời Đế Thích Ngài mới hỏi bây giờ Đức Phật đang ở đâu. Thì mọi người nói là Đức Phật đang ở tại chùa Kỳ Viên. Thì trong nhóm chư thiên đó mới cử một vị chư thiên để xuống hỏi Đức Phật về cái nguyên nhân đem lại sự hạnh phúc. Thì Đức Phật Ngài nói là cái nguyên nhân đem lại sự hạnh phúc đó nó có đến 38 trường hợp. 38 trường hợp và được thuyết ở trong bài kinh hạnh phúc qua 10 bài kệ mà Chư Tăng hay tụng bài kinh an lành cho các Phật tử. Yeah. Thì ở đây muốn nói đó là cái cảm thọ mà nó phát sinh đến mình á, thì ở trong trường hợp này đó là nó thọ u là cảnh không có vừa lòng. Nhưng mà không nghĩa là nhiều khi nó không có vừa lòng chỉ đối với mình thôi, chứ nhiều khi đối với người khác á,
nhiều khi người ta lại là vừa lòng. Chúng ta cũng để ý chỉ với mình không thích thôi, nhưng người khác có thể là thích. Ví dụ như là cái mùi sầu riêng á, người nào mà ăn được á, thì đó là cảnh mùi mà vừa lòng đối với họ, thậm chí là sao, là cảnh hấp dẫn. Nhưng mà với người mà không vừa lòng á, thì chỉ nghe cái mùi sầu, chỉ ngửi cái mùi sầu riêng và mùi ở xa xa thôi là họ đã muốn ói, hoặc là họ cảm giác là rất là thúi. Thì cái mùi sầu riêng lúc bây giờ đối với người đó, đó là một cái ám ảnh và làm cho họ rất là khó chịu, và đó là thọ u. Và đó là nói về trạng thái. Còn phần sự á, là sử dụng một cách miễn cưỡng. Tại vì thọ u á, khi mà nó sanh khởi á, nó luôn luôn muốn hủy diệt cái cảnh đó. Tâm sân khi nó sanh khởi là muốn hủy diệt đối tượng, cho nên nó sử dụng phần sự của nó là sử dụng cái cảnh đó một cách miễn cưỡng. Rồi thành tựu đó là tâm bức xúc. Nếu mà thành tựu thì nó sanh lên cái tâm bức xúc khó chịu. Rồi nhân cần thiết là có sắc ý vật, vì sắc ý vật là chỗ nương của tâm sân. Sắc ý vật là chỗ nương của tâm sân. Cái phần nương này, nhân cần thiết hay là nhân gần này đó, thì nếu mình học phần này mình chưa hiểu rõ, thì đến khi mình học các pháp thực tính liên quan đến sắc pháp thì chúng ta sẽ được nghe thêm. Còn ai siêng thì mình cứ lật tài liệu xem trước coi sắc ý vật nó là sao, sắc thần kinh thân là sao, mình xem trước cũng được, coi như là phần cơ bản, phần nội dung cơ bản. Thì đó là liên quan tới thọ u. Thứ ba là thọ hỷ, somana sau vì đa nàng. Trạng thọ hỷ ở đây đó là trạng thái là hưởng cảnh vừa lòng. Phần sự là sử dụng cảnh một cách vui thích. Thành tựu là có tâm hớn hở. Nhân cần thiết là an tịnh thân tâm. Thì ở đây trạng thái của thọ hỷ là hưởng cảnh vừa lòng. Thì cái vừa lòng của thọ hỷ trong trường hợp này chúng ta cũng nên hiểu, đó là nó sẽ xảy ra hai trường hợp cái thọ hỷ. Tại thọ hỷ có thể xảy ra ở trong tâm thiện lẫn trong tâm bất thiện. Có những cái vừa lòng là sanh khởi ở trong tâm tham, giống như tôi nói cái phần trước lúc nãy, vui với cái việc mà đi ăn cắp của người ta có được cái tài sản, lừa gạt khác có tài sản. Thì cái vui đó là cái thọ hỷ đó là nó liên quan đến tâm tham. Còn cái vui ở trong cái điều kiện mà mình làm các thiện sự, các thiện sự, thì cái vui đó có mặt ở trong tâm thiện. Thì cái trạng thái hưởng cảnh vừa lòng ở đây đó là nó cũng tùy theo cái cảnh, thì có thể là vừa lòng đối với người này, nhưng mà nó cũng có thể không vừa lòng đối với người khác. Như trường hợp ví dụ như là lúc mà cái người mà chưa tu tập đề mục tử thi á, xác chết á, nếu mà người ta thấy xác chết là sao, người ta rất là sợ, rất là sợ. Cho nên khi mà thấy xác chết là tâm sân sanh khởi, thì cái cảnh đó nó trở thành là cảnh không có vừa lòng. Nhưng mà đối với người tu tập mà quán niệm về tử thi, thì khi mà gặp tử thi á, tử thi đó trở thành lại cảnh vừa lòng của người đó. Cho nên thọ hỷ ở đây đó là hưởng cảnh vừa lòng. Về phần sự đó là sử dụng một cách vui thích. Ở
đây cảnh vừa lòng cho nên cảnh thì sử dụng cảnh một cách một tụ tâm hứng. Dạ, xin mời cô Tịnh Duyên Hoa Nghị phát huy vô để thức học được thanh tịnh. Tức là chúng ta thấy là lúc lúc mà mình vui á, thì trong lúc đó là mặc dù có thể là vui ở trong tâm tham hoặc là vui ở trong tâm thiện, nhưng mình thấy là sao? Rất là hớn hở. Mặc dù ví dụ cái vật đó đánh cắp được người khác, lường gạt được người khác, nhưng mà mình vẫn thấy vui. Vẫn thấy vui. Hoặc là ở trong tâm thiện thì khi mình làm được một cái phước nào đó, giúp đỡ được một người nào đó vượt qua những cái khó khăn gì đó, thì mình thấy tâm mình rất là vui. Thì cái đó là cái thành tựu của thọ hỷ. Nhân cần thiết đó là an tịnh thân tâm. Thì cái đó là trường đối với trường hợp thọ hỷ, trường hợp thứ tư. Rồi trường hợp thứ năm, cái pháp thực tính thứ năm đó là thọ xả upekhavedana. Thọ xả này thì nó bằng với cái chữ phi khổ phi lạc adukkhamasukha vedana trong trong đầu đề tam hay sử dụng, hoặc là trong kinh tạng hay sử dụng nói về ba loại thọ. Thì bình thường tức là không không vui, không có không thường cái thí dụ như là một cái tâm khó chịu mà mình muốn chuyển sang thành thí dụ các Phật tử mình đang giận ai đó, rồi có ai đi đến chọc mình cho mình cười, một người khác làm cho mình cười mình vui lại, thì chúng ta thấy là từ một cái trạng thái mà mình đang giận mà để trở thành một người mà mình có thể cười được, thì ở trong tình trạng đó cho chúng ta thấy là sao, nó được chuyển đổi từ nhiều trạng thái tâm thọ xả ở trong đó, nhiều sắc na tâm lộ trình tâm thọ xả ở trong đó, chứ nó từ sân liền mà nó trở thành cười liền thì rất là khó, rất là khó. Nên thọ xả nhiều khi nó còn để dung hòa các pháp, dung hòa các pháp. Nhưng mà ở đây đó là cảm giác bình thường. Cái này thì nếu mà để mình thấy được cái thọ xả mà mình để ý, ví dụ như là một món đồ nào đó mà mình có nhiều, thì đến khi mà ai cho mình cái món đồ mình đã có rồi như vậy, thì đối với mình khi mà có được món đồ đó nó không có vui thích gì, bình thường. Phần sự là làm cho các pháp tương ưng không héo sao cũng không hưng phấn, thì đó là cảm giác bình thường. Thành tựu thì tâm trầm lặng, tâm trầm lặng. Cái tâm trầm lặng này giờ nói đến nếu mà liên quan đến người tục sinh, người tục sinh mà nếu mà tục sinh bằng tâm thọ xả thì người như vậy để họ có được một nụ cười chúng ta thấy rất là khó. Người tục sinh bằng tâm thọ xả rất là khó, tại vì cái tâm lúc nào cũng trầm vậy thôi. Và so với người mà tục sinh bằng tâm thọ hỷ, đó là nó liên quan đến tâm tục sinh. Rồi nhân cần thiết ở đây đó là ly hỷ, tức là không có hớn hở, không có vui thích, thì lúc giờ tâm thọ xả nó mới sanh khởi được. Còn nếu mà tâm mà vui thích thì thọ xả nó không sanh khởi được. Thì đó là liên quan đến thọ ở trong đời sống của mình. Từ một chữ thọ
nó được chia ra 5 trường hợp, và 5 trường hợp đó có thể nói là nó thay đổi liên tục ở trong đời sống của mình, nó chi phối ở trong đời sống của mình. Tại vì sao? Tại vì lúc nào á mình cũng nghe, mình cũng lúc nào mình cũng thấy, chỉ khi nào nhắm mắt thôi cái đó mình không thấy. Rồi lúc nào mình cũng nghe, chỉ khi nào không có âm thanh thôi mình mới không nghe. Rồi thứ ba là sao? Là ngửi. Rồi thứ tư đó là nếm. Và thứ năm đó là xúc chạm. Và thứ sáu đó là cảnh pháp. Tức là lúc nào cái sáu cái cảnh này nó cũng đến, mình có thể là thay phiên nhau ở trong đời sống hàng ngày. Ở trong đời sống hàng ngày. Dạ. Nên thọ này không có lúc nào mà nó không có. Nếu mà nó không có thọ hỷ thì không có thọ khổ, thì thọ lạc nó sanh khởi. Hoặc là nếu không có thọ u thì thọ xả nó sanh khởi. Hoặc là thọ hỷ nó sanh khởi. Tức là năm cái trạng thái này á, nó thay đổi, nó sanh diệt liên tục ở trong đời sống hàng ngày của mình. Dạ. Nhưng mà nếu mình không có để ý á, mình sẽ thấy sao? Bình thường. Giống như các Phật tử mà ngồi hành thiền. Mình ngồi hành thiền á, thật ra lúc đó thọ nó có làm việc, thọ nó vẫn làm việc. Nhưng mà vì mình ngồi mình không theo dõi kịp, tức là mình ngồi mình không quan sát kịp được cái tâm sanh diệt của mình. Lúc mà nó là thọ xả, lúc nó là thọ hỷ, lúc là thọ u, thọ khổ. Tức là năm trạng thái đó nó có xảy ra, nhưng vì mình không quan sát nó kịp cho nên mình ngồi mình không thấy gì hết trơn. Mình ngồi mình không thấy gì hết trơn. Dạ. Chỉ để ý được một cái là sao? Hơi thở ra vào nhiều đó. Trong khi đó năm thọ đang hoạt động. Dạ. Cho nên đó là lý do tại sao người dù có mình có chọn cái phương pháp tu tập thiền định đi chăng nữa thì mình vẫn phải học. Vẫn phải học. Tại khi mình học đó, thì mình mới biết cái trạng thái tâm này nữa đang sanh khởi, đang sanh khởi, đang có mặt. Còn không thì mình không biết. Dạ, mình không biết. Để mình tại khi mình biết á thì mình có thể duy trì được cái trạng thái tâm đó cho nó sanh khởi liên tục, phát triển nó. Tại khi mình biết thì mình phát triển được. Dạ. Giống như các Phật tử biết là cái này là cái việc thiện cho nên mình mới cố gắng làm nó, và cái này là việc ác cho nên mình cố gắng sao tránh xa nó, thì tương tự cái trạng thái tâm lý nó cũng vậy. Thì đó là liên quan đến đến thọ. Ở số 1 hồi nãy đó, là cái quan trọng của xúc, tức là nhà có xúc mà các pháp nó sanh khởi được. Rồi sau đó là sao? Quan trọng của thọ. Thọ nó cũng có mặt trong tất cả 121 tâm. Mặc dù có một số tâm thì nó có chỉ có thọ xả, một số tâm chỉ có thọ hỷ, nhưng mà chung lại năm loại thọ đó là có mặt đủ trong 121 tâm. Và luôn có mặt ở trong đời sống hàng ngày của mình, lúc nào nó cũng sanh khởi. Cũng sanh khởi. Rồi cái đó là cái quan trọng thứ hai. Rồi thứ ba đó là tưởng sanh nha. Sanh nha. Tưởng có trạng thái đó là biết do trạng lại. Biết do trạng lại. Thứ hai phần sự là ghi nhận dấu hiệu do đã từng biết. Thứ ba thành tựu là nắm bắt dấu hiệu như cũ. Nhân cần thiết là
đối tượng hiện bài như trước. Có những cái đó là nghĩ đó là cái gì mà mình tưởng tượng nó không có quan trọng. Nhưng mà tưởng ở trong vi diệu pháp á, nó cũng là một tâm sở không thể thiếu được. Vì chúng ta thấy á, tâm khi mà nó sanh khởi á, thì nó luôn luôn đồng sanh, tức là thức vững mà nó sanh khởi, nó luôn luôn đồng sanh với ba uẩn còn lại. Mà ba uẩn đó nó là gì? Là thọ uẩn, là tưởng uẩn, là hành uẩn. Hành uẩn thì nó có đến 50 tâm sở, thì nó có thể là thay đổi với nhau trong các tâm thể đó. Nhưng mà tưởng uẩn thì sao? Chỉ có một mình sở hữu tưởng. Cho nên lúc nào tâm sanh khởi cũng có tưởng. Nó tương tự cũng giống như thọ, tức là lúc nào tâm sanh khởi cũng có thọ. Cho nên tưởng là một phần quan trọng, một phần quan trọng ở trong đời sống của mình. Thì ở đây liên quan đến trạng thái là biết cảnh do trạng lại. Thì biết cảnh do trạng lại ở đây đó là thật ra là nó không phải là biết giống hệt thì nó mới tràn lại, không phải vậy. Nhưng mà chỉ cần nó có một nét nào đó, một nét nào đó mà nó gần giống giống là tưởng nó đã biết. Nó đã biết. Thì ví dụ như là các tưởng mình đi Đà Lạt thì mình có gì? Mình có đồi thông, có nhiều bông hoa. Rồi mình đi một nơi nào đó mình cũng có nhiều. Ví dụ sau này mình đi nước ngoài, một nơi nào đó mình cũng thấy là có đồi thông, rồi có nhiều bông hoa như vậy, thì lập tức là sao? Mình sẽ nhớ cảnh, cái này giống Đà Lạt quá. Thì đó là cái biết của tưởng. Nó không phải là cái đồi thông đó là của Đà Lạt, nó không phải. Nó là ở một cái quốc gia khác, một cái nơi khác. Nhưng mà tưởng nó tràn lại do cái nó có cái cảnh gần giống, cho nên nó mới tràn lại. Tưởng ở đây do nó tràn lại như vậy á, cho nên cái biết của tưởng á, đôi khi nó là đúng, nhưng mà đôi khi nó cũng là sai. Tại vì nó chỉ thấy gần giống giống là nó nhận biết rồi. Cho nên cái nhận biết đó đôi khi nó là đúng, đôi khi nó là sai. Và nó chỉ được rõ ràng là sao? Khi có sự xuất hiện của trí hỗ trợ, thì lúc bây giờ nó mới được rõ ràng. Chúng ta thấy là, xin thí dụ như là người mà nhớ được cái kiếp quá khứ, hoặc là giống Đức Phật, Ngài đó nhớ được cái đời sống của Ngài ở nhiều đời sống quá khứ, thì cái nhớ đó là nó phải có gì? Là phải có sự hỗ trợ của tưởng bên cạnh trí. Tức là phải có tưởng thì mới nhớ lại được. Thì cái đó là cái quan trọng của tưởng. Mặc dù với mình bình thường nhớ lại, ví dụ như là mình quen một người bạn, rồi một người bạn đó đi cách xa 5, 10 năm, 20 năm gì đó, thì mình gặp một người nào đó mà tương tự, thì lập tức cái tưởng nó trạng lại sao? Người này là bạn của mình. Nhưng mà đến khi tiếp cận thật sự thì sao? Là không phải. Nhưng mà đôi khi là sao? Nó cũng đúng thật. Ví dụ như là bây giờ dễ nhất là ví dụ nghe qua điện thoại. Nghe qua điện thoại, mới đầu mình nghe cái giọng á, thì mình sẽ thấy là sao? Thấy quen quen, cái giọng người này quen quen. Thì lúc đó là tưởng nó đang làm việc, nó đang trạng lại.
mãi cho đến mình nói một hồi mình nhận ra à, là cô B, nhớ rồi, xin nhớ rồi, cô B hay là cô A gì đó. Thì đôi khi là nó cũng đúng nhưng mà đôi khi nó cũng sai. Nhưng mà cho thấy là cái quan trọng của tưởng khi mà tâm có mặt của tâm. Rồi đó là nói về trạng thái, đó là biết do trạng lại. Biết do trạng lại. Thì giống như nói nãy giờ, cái trạng lại đó là nó không phải đúng hoàn toàn, mà nó chỉ cần có một hình ảnh nào đó, một cái nét nào đó mà nó gợi lại, thì lập tức tưởng nó xuất hiện. Phần sự đó là ghi nhận dấu hiệu do đã từng biết. Ghi nhận dấu hiệu do đã từng biết, tức là một cái điểm nào đó thôi, một cái điểm nào đó. Ví dụ như là trên một bức tranh, ví dụ nhìn qua một bức tranh giữa cái người họa sĩ này với cái người họa sĩ kia, người ta phát hiện đó là chỉ cần thấy một cái nét nào đó, người ta biết là cái này là người họa sĩ A, cái này của người họa sĩ B nè. Mặc dù hai cái bức tranh vẽ rất là giống nhau, nhưng mà người ta nhìn vào người ta biết liền. Thì đó giống như là một ghi nhận của dấu hiệu của tưởng. Thành tựu là nắm bắt dấu hiệu như cũ. Nắm bắt dấu hiệu như cũ. Tại đó nếu mà nó thành tựu, nhân cần thiết đó là đối tượng hiện bài như trước, tức là có cảnh giống y hệt hoặc là có cảnh tương tự, thì lập tức tưởng nó sẽ xuất hiện. Lập tức tưởng sẽ xuất hiện. Thì đó là phần sở hữu tưởng, tâm sở tưởng. Và cũng chúng ta cũng nhớ đó là sở hữu tưởng là một trong năm uẩn, và nó luôn luôn đồng sanh với thức uẩn và hành uẩn. Bây giờ mình còn là mấy phút nữa, còn 8 phút đọc được một bài nữa, một tâm xã nữa. Thứ tư là Chetana. Chetana tức là tư. Thì tư ở đây có trạng thái đó là chủ trương phần sự cho các pháp đồng sanh. Cái này tư nó có trạng thái giống như lập ra cái đưa ra một cái phương án làm việc cho các pháp đồng sanh. Đưa ra một cái phương án làm việc cho các pháp đồng sanh. Rồi phần sự đó là điều phối các pháp đồng sanh. Tức là sau khi sắp xếp cái công việc xong cho các cho sắp xếp nhân sự xong, thì chia ra ai làm thế nào, nào ai làm thế nào. Rồi thành tựu đó là ổn định việc làm cho các pháp đồng sanh. Nhân cần thiết là có ba nhân uẩn ngoài ra. Thì ở đây khi mà học về tư đó, thì chúng ta phải nhớ cái câu Phật ngôn đó là Chetana hăng cầm măng qua đà mí. Tức là Như Lai nói Chetana chính là nghiệp, hay làm thường dịch là tác ý chính là nghiệp. Thực ra không phải tác ý, tại chữ tác ý là chữ manasikara, mà tư chính là nghiệp. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta học về tứ ý nghĩa của tư tâm sở của Chetana, thì chúng ta thấy sao? Chủ trương những cái công việc, tức là những cái công việc, sắp xếp những cái công việc khác cho sắp xếp cho giống một người sếp sắp xếp cái công việc cho những người còn lại, và bắt buộc những người còn lại là sao? Phải thực hành theo.
tức là có khả năng chi phối hết những người còn lại. Hoặc khi thành tựu là sao? Ổn định việc làm cho các tháp đồng sanh. Tức là khi khi mà tư tâm sở tư nó xuất hiện á, thì nó đưa ra một cái phương án để những công việc để cho các tháp đồng sanh với nó làm. Rồi nó bắt đầu chi phối, ví dụ anh này phải làm cái này, anh kia phải làm cái kia. Rồi khi mà được thành tựu thì nó ổn định hết, tức là các pháp đồng sanh thì có được công việc phải làm hết, phải làm hết. Cho nên mới nói đó là tư tâm sở. Thật ra tức là cái trách nhiệm nó là lớn trong cái việc tạo nghiệp, nhưng mà khi mà nó sanh khởi là sao, nó vẫn có những tâm sở khác đồng sanh với nó. À, đồng sanh nó, nhưng mà nó đóng vai trò chính. À, nó giống như là ở trong một cái công ty thì mình có giám đốc gì đó, sắp xếp đưa ra cái công việc rồi điều phối nhân viên cho họ làm việc, thì khi mà ổn định thì sao, ai cũng đều có việc làm, thì như vậy thì nó sẽ đưa đến một cái kết quả, một cái kết quả. Và cái kết quả đó là nói là tạo nghiệp và đưa đến quả. Nếu mà ở trong tâm thiện hoặc là trong tâm bất thiện thì nó sẽ tạo ra một cái nghiệp đưa đến cái quả thức tái sanh, có thể là nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Nhưng mà cái tư tâm sở mà nó tạo ra quả đó thì nó chỉ có ở trong trường hợp là tâm thiện và tâm bất thiện thôi. Còn ở trong tâm siêu thế thì nó không có vai trò đó. Nó không có cái vai trò đó. Mà nó chỉ có vai trò đó là tức là điều phối các pháp đồng sanh. Phần sự là điều phối các pháp đồng sanh, nhưng mà nó không có vai trò đó là tạo nghiệp, vì ở trong trường hợp đó là trí nó có sức mạnh hơn và trí nó sanh khởi. Ví dụ ở trong tâm đạo trí nó có sức mạnh hơn, trí nó có sức mạnh hơn, cho nên trí nó sanh lên để nó đoạn trừ phiền não, cắt đứt cái vòng sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta thấy là chỉ cần chứng được bậc thánh Tu Đà Hoàn thì lập tức cái đời sống luân hồi của mình là bị ngắn lại liền, thay vì với người so với người phàm phu, dù mình có tạo bao nhiêu phước đi chăng nữa thì cái đời sống luân hồi của mình vẫn còn rất dài. Và cái trường hợp này trong bài kinh Hạnh Con Chó mình nói về bốn loại nghiệp, tức là nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, thì hai trường hợp đó hoặc là nghiệp vừa đen vừa trắng cho kết quả vừa đen vừa trắng, thì trong ba trường hợp đó là tư tâm sở để làm cái công việc đó là tích lũy nghiệp để đưa đến cái tạo ra cái quả thức tái sanh. Còn ở trường hợp thứ tư đó là nghiệp không đen không trắng đưa đến quả không đen không trắng, thì trong trường hợp đó tư tâm sở nó chỉ có vai trò đó là tập hợp lại các pháp đồng sanh thôi, cho nó không có vai trò đó là tích lũy nghiệp. Nghiệp ở trong trường hợp đó thì giống nói lúc này, tức là trí tuệ nó có sức mạnh hơn và nó sinh lên để cắt đứt các phiền não, làm cái đời sống luân hồi của chúng sanh đó là ngắn ra lại. Rồi thì đó là cái bốn pháp thực tính đầu tiên, bốn tâm sở đầu tiên ở trong 13 tâm sở tờ thang. Giờ hôm nay mình tạm học bên như đây, rồi thì sau chúng ta sẽ học tiếp. Rồi xin trả mic lại cho lớp.
Dạ, chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm sở ngày hôm nay. Dạ, bài học khá dài, chắc sư mệt ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Bài học đã kết thúc, kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong room họ hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ka buon yang no anumodan tu chi rang ra khan tu sa sa nang akasa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ka buon yang no anumodan tu chi rang ra khan tu no ga ro akasa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ka buồn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca buồn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca buồn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán tu nô sa đa idang watano puanyang asawa khaya wahang ho tu anagate kale sa thu. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Kính chúc tất cả mạnh khỏe và an vui trong cuộc sống. Dạ, chúng con kính chúc sư được khỏe, kính chúc sư ngủ ngon ạ. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ. Con kính tri ân sư đã giảng cho chúng con bài học ngày nay ạ. À, xin mời lớp nghỉ. Dạ, con cảm ơn kính tri ân sư hôm nay. Chúc sư nhiều sức khỏe. Ngủ ngon. Chúc sư ngủ ngon. Rồi. Rồi. Chờ sư con đi mới về hôm nay. Sư cho con hỏi một câu hỏi đó sư. À, cái ba danh uẩn ngoài ra cùng với lại tâm sở tư á là phải thọ tưởng hành không sư? Ừ. Cái nhân cần thiết của chư tất na này là có ba danh uẩn ngoài ra đó sư, có phải là thọ tưởng hành chung với nó không sư? Đúng rồi, ba danh uẩn ngoài ra đó là tưởng hành tư hả? Dạ tư. Tưởng hành thức với gồm những tâm sở còn lại nữa. Một số tâm sở mà nó sanh chung được với tư nữa. Tại tư là nó một trong những tâm sở thuộc hành vững, cho nên nó còn sanh chung với một số tâm sở khác nữa. Dạ. Vậy là ba danh uẩn ngoài ra ở đây là tưởng hành thức và một số tâm sở. Dạ. Cảm ơn sư.